Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video ngày hôm nay bên mình báo giá những cái sản phẩm đi của ngày hôm nay, tháng thứ hai đầu tuần. Thì để anh em có muốn một sản phẩm nào đó trong cái clip này, anh em có thể liên hệ trực tiếp với bên mình. Hôm nay đi được đa phần phân tần và củ kèn, một số dòng bát nữa. Mình sẽ báo giá từ bát trước nhá. Đây là bát hô sinh, hô sinh 25. Hô sinh thì trong những cái dòng bát rồi thì ở cùng phân khúc từ thì hô sinh bao giờ cũng cao tiền hơn một chút so với dòng khác các bác nhé. Đây hô sinh 25 thì trên hô sinh sẽ có một cái chữ dập logo chìm và xương chữ Y. Con này bên mình đang chào giá là 1.900.000 một đôi bao ship. Và đây là hô sinh 20 thì sẽ có giá bán là 1.700.000 một đôi bao ship. Hô sinh 20 thì không có chữ hô sinh trên đây nhé, không có chữ hô sinh, bắt đầu từ dòng 25 mới có, cả neo hay thường đều vậy nhé. Và đây là một dòng bắt neo, neo B3. Con này gấu anh em nhé, nặng lắm, 4,5kg một cái nhé, 4,5kg một cái. Giá bán là 2.900.000 một đôi, 2.900.000 một đôi. Và mạch súp 4 sò quạt gió đánh cho bắt côn 100, bên mình đang còn hàng và giá bán là 1.500.000 một mạch bao ship. Xuống dưới đây là củ kèn 450, mã là 29XT, 700 một đôi củ. Và hôm nay đi tiếp tục được đi hai đôi giò CF N850 từ 14 côn 44. Đây là bản gấu anh em nhé, dòng bắt phễu xoáy, bắt phễu xoáy. Giá thành bán cho một đôi là 1.000.000 bao ship. Củ kèn thì bao giờ bên mình cũng tặng kèm tụ trở luôn. Và sẽ có một đôi neo bi 450 dòng bắt 4 ốc. Con này bên mình tặng kèm bích nối 1.000.000 3 một đôi củ này BMC. Còn củ neo của JBL thì có giá bán là 1.400.000 một đôi. Nay đi được hai đôi neo này. Và phân tần này, anh em mình có thể quan sát. Phân tần 406 nay bán cho một anh, một anh ấy có một cái thôi. Một cái có bán anh em nhé, 300 một cái. Và bán được 3 cái mạch súp hơi cho bát đánh côn 100. Mà súp hơi này thì có một con tụ nọc khủng khiếp của Samsung. Giá bán là 300 một cái nhé, 300 một cái. Phân tần toàn giải, phân tần giải thì 500 một đôi bao ship. Đó, một đôi phân tần là chuyên mít M111 nãy đi được một đôi, giá là 280 một đôi. Phân tần 612 thì con này 550 một đôi, con này mới quảng cáo rồi, hàng chất lượng. Phân tần 6511 đánh cho một bát và hai chung hai tép, con này cả dây là 580. Và phân tần đánh cho nó hội trường 325 đánh cho hai bát một tép anh em nhá, hai bát một tép mà bát côn 100 và tép côn 75. Này mình đi được một đôi này nữa, giá con này là 900 một đôi bao ship. Và phân tần 503 thì bên mình đi được hai đôi, đi được khá nhiều phân tần ngày hôm nay, cũng được 7-8 đôi anh em mình đặt. 503 thì 550 một đôi anh em nhá, và 580 bao ship bao hàn dây. Đây là những mẫu mà bên mình đi ngày hôm nay, thì anh em nào mới vào xem thì có ưng cái mã nào liên hệ trực tiếp bên mình nhá. Tất cả chỗ này là hợp vào 20 đơn của khách, buổi sáng nay là 20 đơn. Thì 20 đơn không phải của ngày hôm nay, thứ hai mà động từ ngày hôm qua chủ nhật nữa. Đây là 20 đơn. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này.